Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tiếp tục ghi nhận hơn 80% số ca F0 nhập viện là người đã tiêm vaccine. Cơ hội nào cho ước mơ miễn dịch cộng đồng? Israel trình làng siêu thuốc điều trị, F0 nặng mấy cứ uống là sống, tỷ lệ lên tới 94%, đang đợi WHO chấp thuận để bán toàn cầu. Miền Tây tiếp tục nóng, Cần Thơ trên dưới 1.000 ca mỗi ngày. Trà Vinh ghi nhận 127 F0 đã tiêm vaccine. An Giang ghi nhận số ca không qua khỏi kỷ lục. Mỹ và Đức tiếp tục chuyển cho Việt Nam hơn 4 triệu liều Pfizer và thiết bị y tế trị giá 21 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị khán giả, cách đây khoảng nửa năm khi chúng ta chưa có đủ vaccine, tất cả mong mỏi từng liều vaccine về tới Việt Nam với kỳ vọng sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng khi đọc tin tức những ngày gần đây, người dân dường như đã vỡ mộng. Đó là về thông tin 86% F0 tại thành phố Hồ Chí Minh nhập viện đã tiêm vaccine. Rồi thì hàng trăm F0 tại miền Tây đã tiêm đủ 2 liều, vẫn không qua khỏi. Và đến ngày hôm nay, Sở Y tế tỉnh Bình Dương lại cảnh báo số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, với hơn 80% số ca F0 mới phải nhập viện là người đã tiêm vaccine từ 1 đến 2 mũi. Trong đó có nhiều trường hợp không qua khỏi. Thực sự vào thời điểm này, ý thức của người dân mới là liều vaccine hữu hiệu nhất. Có lẽ rằng ngày miễn dịch cộng đồng sẽ còn rất xa. Câu chuyện tiêm vaccine vẫn không qua khỏi và nỗi niềm mong mỏi miễn dịch cộng đồng sẽ được chúng tôi bàn luận trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị cùng điểm nhanh qua những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Israel trình làng siêu thuốc điều trị. F0 nặng mấy cứ uống là sống. Tỷ lệ lên tới 94%. Đang đợi WHO chấp thuận để bán toàn cầu. Thưa quý vị, loại thuốc tuyệt vời này có tên là Mason Quill, do một hãng dược ở Israel sản xuất. Kết quả thử nghiệm cho thấy các F0 nặng sau khi dùng thuốc có tỷ lệ sống sót 94%. Nghiên cứu của thuốc được thực hiện trên 50 F0 nhập viện do viêm phổi và suy hô hấp nặng. Họ đều được đánh giá là các bệnh nhân nguy kịch, tiên lượng không qua khỏi rất cao. Sau khi dùng thuốc, 47 người đã sống sót và thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài ra, hãng dược của nước này cũng cho thấy khoảng 50% F0 sử dụng thuốc này được xuất viện chỉ sau một ngày kết thúc đợt điều trị. Đây được xem là phương pháp chữa trị duy nhất dành cho các F0 mắc COVID-19 ở giai đoạn muộn. Sau khi được Bộ Y tế Israel cấp phép, loại thuốc đang được gửi đến WHO, Mỹ và các nước châu Âu đánh giá. Nếu được thông qua, loại thuốc này sẽ sớm phủ toàn cầu trong thời gian tới, không kém gì các loại thuốc hiện hành, nếu không muốn nói là vượt trội. Bởi thực tế hiện nay, các loại thuốc điều trị chỉ sử dụng hiệu quả trong giai đoạn nhẹ mà thôi. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tiếp tục ghi nhận hơn 80% số ca F0 nhập viện là người đã tiêm vaccine. Cơ hội nào cho ước mơ miễn dịch cộng đồng? Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cảnh báo số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn còn diễn biến phức tạp. Với hơn 80% số ca F0 mới phải nhập viện là người đã tiêm vaccine từ 1 đến 2 mũi, trong đó nhiều trường hợp không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Bình Dương tiếp tục phát hiện 698 ca mắc COVID-19 mới đã qua xét nghiệm real-time PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ, ghi nhận thêm 15 bệnh nhân không qua khỏi, nâng tổng số người không qua khỏi do COVID-19 trong đợt dịch thứ tư ở địa phương này lên 2.643 người. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 8.000 F0 đang điều trị tại nhà. Từ thực tế ghi nhận tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và hàng loạt các tỉnh miền Tây về tình trạng F0 tiêm 2 mũi vaccine vẫn mắc bệnh, không qua khỏi. Các chuyên gia nhận định, cơ hội về miễn dịch cộng đồng ngày càng xa khi chủng Delta đang hoành hành quá mạnh, xuyên thủng mọi loại vaccine COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, cơ hội không hoàn toàn đã khép lại với chúng ta. Thực tế cũng đã ghi nhận tại Nhật và Ấn Độ, khi số ca mắc COVID-19 tăng cao, sau đó thì khỏi bệnh nhiều. Cùng với số người được tiêm vaccine chiếm đại đa số, thì dịch bệnh sẽ bắt đầu được kìm hãm và có thể xem như đạt được miễn dịch cộng đồng. Quay trở lại với tình hình tại Bình Dương. Trong số các ca bệnh mới, có khoảng 5-10% số người hiện chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Số liệu trên khiến ngành y tế Bình Dương lo ngại, bởi vẫn còn nhiều người chưa tiêm vaccine vì nhiều lý do khác nhau, như là trong thời gian điều trị các bệnh khác. Và có người thì giữ quan điểm chờ loại vaccine tốt hơn để tiêm. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết, số ca chưa tiêm vaccine dễ bị mắc COVID-19 và diễn tiến nặng, dẫn đến nguy cơ không qua khỏi cao hơn so với người đã tiêm vaccine. Cụ thể,
Với người đã tiêm vaccine đầy đủ, rủi ro nhập viện giảm xuống còn dưới 30%. Người chưa tiêm có tỷ lệ nhập viện trên 70%. Cùng với đó, số người chưa tiêm vaccine bị không qua khỏi chiếm đến 75% trong số các ca bệnh nặng. Cũng theo thông tin từ ngành y tế, hiện nay mặc dù trên địa bàn tỉnh Bình Dương phần lớn đã tiêm một mũi và hơn 80% tiêm đủ 2 mũi, nhưng do biến thể Delta rất dễ lây bệnh nên số F0 trong cộng đồng vẫn còn rất lớn. Trong đó có đến 45% người lao động tại các doanh nghiệp. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Miền Tây tiếp tục nóng, Cần Thơ trên dưới 1.000 ca mỗi ngày, Trà Vinh ghi nhận 127 F0 đã tiêm vaccine, An Giang ghi nhận số ca không qua khỏi kỷ lục. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Cần Thơ có thêm 942 ca nhiễm COVID-19, 3 ca không qua khỏi. Liên tục nhiều ngày qua, thành phố này ghi nhận số ca nhiễm mới toàn trên 900 ca một ngày. Vì thế, chỉ trong vòng một tuần qua thôi, Cần Thơ đã có 5.876 ca nhiễm. Tổng số ca mắc từ đầu dịch là 20.026 ca, 162 ca không qua khỏi. Tỉnh An Giang hôm nay ghi nhận 250 ca mắc. Đáng chú ý là số không qua khỏi tại An Giang đã vượt cả Đồng Tháp. Cụ thể, trong ngày ghi nhận thêm 17 ca không qua khỏi. Tổng cộng đến nay đã có 327 ca không qua khỏi. Trong khi đó, Trà Vinh ghi nhận 299 ca dương tính. Trong số ca mắc mới có 80 ca đã tiêm 2 mũi vaccine và 47 ca đã tiêm 1 mũi. Tỉnh Tiền Giang cũng ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19, thêm 6 ca không qua khỏi. Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 482 ca mắc mới. Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 625 ca mới, thêm 3 ca không qua khỏi. Cùng ngày, Bến Tre ghi nhận số ca COVID-19 mới tăng vọt lên 430 ca. Trong khi đó, Sóc Trăng ghi nhận 491 ca. Bạc Liêu có thêm 418 ca, 1 ca không qua khỏi. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Mỹ và Đức tiếp tục chuyển cho Việt Nam hơn 4 triệu liều vaccine Pfizer và thiết bị y tế trị giá 21 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thông tin vui phát đi từ nước Mỹ cho biết gần 4,2 triệu liều vaccine Pfizer đang được chuyển tới Việt Nam, nâng tổng số liều vaccine Mỹ chuyển cho Việt Nam lên tới 17,5 triệu liều. Hiện Mỹ đã cung cấp khoảng 268,5 triệu liều vaccine đến 110 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó Việt Nam là một trong số các quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã từng khẳng định Mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Vaccine của nước Mỹ không đi kèm với các ràng buộc. Tin vui nối tiếp tin vui. Đức đã trao tặng các thiết bị y tế như là máy thở, máy đo nồng độ oxy trị giá hơn 800.000 euro nhằm giúp Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19. Thiết bị y tế gồm có 75 máy thở, 15 máy theo dõi chỉ số và 20.000 máy đo nồng độ oxy và nhịp tim cho Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội. Với việc cung cấp số máy móc y tế trị giá khoảng 21 tỷ đồng, khoảng 825.000 euro, Đức tiếp tục trở thành một trong số những quốc gia trên thế giới hỗ trợ Việt Nam nhiều nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!